Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì video ngày hôm nay Ambe Shop sẽ giới thiệu tới các anh một chiếc bật lửa Zippo thuộc dòng Slim các anh nhá. Rất là đẹp và cũng như là cực kỳ là phong cách luôn. Với mã hàng là 1652. Mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng các anh mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhá. Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến chiếc bật lửa Slim này để xem chiếc bật lửa này có gì đặc biệt và cũng như là có gì ấn tượng các anh nhá. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Gam màu vàng đồng cũng như là hoa văn rất là tuyệt vời luôn. Các anh mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của mẫu 1652 này giúp em các anh nhé. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Thiết kế kiểu dáng rất là nhỏ gọn. Đây là thuộc dòng Slim các anh ạ, thuộc dòng Zippo Slim, hàng chính hãng Mỹ luôn các anh nha. Hàng chính hãng Mỹ, Ambe Shop thì cam kết 100% là cung cấp cho các anh. Hàng chính hãng Mỹ 100%, nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm lựa chọn cũng như là sử dụng các anh nha. Rất là tuyệt luôn đúng không ạ? Phong cách ý rất là bắt mắt cũng như là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Các anh mình có thể quan sát họa tiết hoa văn được khắc rất là tinh xảo trên nền chất liệu đồng đúng không ạ? Trên nền chất liệu đồng có gam màu vàng bóng rất là sang trọng luôn. Thể hiện là cái gu thẩm mỹ tinh tế của những ai mà mình lựa chọn mẫu 1652 này đấy ạ. Rất là đẹp và cũng là cực kỳ phong cách luôn đúng không ạ? Đây là một trong những mẫu bật lửa Zippo Slim được bán chạy nhất tại Ambe Shop đấy ạ. Cực kỳ là được nhiều anh yêu thích và cũng như là săn đón luôn các anh nha. Rất là đẹp. Mình có thể quan sát từng chi tiết góc cạnh của cái mẫu này giúp em các anh nha. Ở mặt sau này cũng là hoa văn ý các anh nhá. Mặt sau cũng là hoa văn ý. Và mặt trước này thì là hoa văn ý và mình được chừa ra một ô như vậy. Các anh mình hoàn toàn có thể lựa chọn để khắc tên cũng như là khắc năm sinh hoặc là số điện thoại của mình lên phần này để tránh bị mất các anh nha. Rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Cực kỳ đẹp và cực kỳ sang luôn các anh nhá. Rất là còn nhỏ gọn thôi. Anh nào mà mình dùng những mẫu Zippo thường nhiều rồi thì mình có thể đổi gió qua mẫu em Slim này. Rất nhỏ gọn và cũng như là cực kỳ là ấn tượng luôn các anh nha. Các anh mình có thể quan sát mộc đáy giúp em. Mộc đáy là mộc đáy lõm các anh nha. Mộc đáy lõm rất là đẹp luôn đúng không ạ? Các anh có thể vừa nghe thấy tiếng kêu đúng không ạ? Mẫu Slim này thì tiếng kêu của nó gần như là không có luôn. Không hay lắm. Tiếng kêu của mẫu Slim này thì không hay lắm các anh ạ. Gần như là không có tiếng kêu luôn. Mình có thể quan sát các cái bộ phận giúp em. Búa cam cũng như là bánh xe các anh nhá. Bánh xe và buồng đốt ạ. Rất là đẹp luôn. Toàn bộ đều là các cái bộ phận chi tiết của Zippo Mỹ luôn. Mình có thể quan sát ruột giúp em các anh nhá. Ruột ạ. Ruột là ruột vàng các anh nha, ruột vàng. Và em lưu ý với các anh một chút là ruột của Zippo thì sẽ có ruột vàng và ruột bạc, nhưng mà không có ruột đồng các anh nhá. Ruột có màu vàng nhưng không, đây không phải là ruột đồng đâu ạ. Nên là các anh mình lưu ý giúp em nhá. Mình lưu ý giúp em về cái phần ruột. Bởi vì em thấy nhiều anh mình vẫn hỏi là cái ruột màu vàng này là ruột đồng thì các anh mới mua. Thì em lưu ý với các anh là chưa có cái tuyên bố nào của Zippo là ruột có ruột đồng các anh nhá. Chưa có ruột đồng đâu ạ. Nên là các anh mình lưu ý giúp em. Tiếng kêu cũng vẫn có một chút xíu nhưng mà nó không được hay lắm các anh ạ. Với thiết kế rất là nhỏ gọn cũng như là cực kỳ là tinh tế và cái vẻ đẹp tuyệt vời như thế này thì còn lý do thì mình không lựa chọn đúng không ạ? Sự bền bỉ của thương hiệu Zippo rất là nổi tiếng từ trước đến nay rồi, cũng như là họa tiết rất ấn tượng cũng như là đẹp mắt như thế này thì còn lý do gì mà các anh không lựa chọn đúng không ạ? Anh nào mà kết mẫu 1652 này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em các anh nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.